và tôi là Xuân Sang. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một công ty chuyên chế tạo sản xuất kem đánh răng đa chức năng và các loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe. Được thành lập vào năm 2007 với phương châm cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới, Chosun Pharmacy đang sản xuất và bán ra thị trường một số loại kem đánh răng đa chức năng, đồng thời đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm và tự động hóa máy móc để duy trì chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất. Đặc biệt, Chosun Pharmacy đang tập trung đầu tư vào nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dành cho những người bị ế bút răng, lợi yếu, sưng tấy, chảy máu chân răng. Thông qua đó, công ty dần tích lũy kinh nghiệm và bí quyết để tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Sản phẩm tiêu biểu đầu tiên của Chosun Pharmacy là kem đánh răng Q-Plan Plus. Sản phẩm chứa các chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc thực vật thay vì chất hoạt động bề mặt tổng hợp. Vì vậy, an toàn cho tất cả mọi người, ngay cả với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Với thành phần tự nhiên như chiết xuất kèo ong, mộc dược, chiết xuất hạt bưởi và chiết xuất xà xanh, sản phẩm có tác dụng vượt trội trong việc ngăn ngừa các bệnh về nhíu như viêm nha chu, viêm nhíu và loại bỏ mùi hôi. Ngoài ra, kem đánh răng Q-Plan Plus cũng giúp hàm răng bị đổi màu do cà phê hoặc thuốc lá trở nên trắng sáng và chắc khỏe hơn. Sản phẩm tiếp theo là kem đánh răng Hydrogen. Đây là sản phẩm an toàn, không chứa chất bảo quản hay chất hoạt động bề mặt tổng hợp, không có các thành phần có hại như là MIT, CMIT, triclosan, fluor, vi nhựa, ethanol, màu nhân tạo và tha. Đặc biệt là không sử dụng các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Nhờ vào thành phần chiết xuất keo ong, sản phẩm giúp loại bỏ các vi khuẩn trong khoang miệng và giảm tình trạng viêm nướu như sưng và chảy máu nướu, từ đó giúp ích trong việc loại bỏ hơi thở có mùi. Không chỉ có thế, chiết xuất trà xanh, mộc dược và chiết xuất hạt bưởi có tác dụng trong việc ngăn ngừa các bệnh về nướu. Ngoài ra, thành phần xylitol có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus mutans, tác nhân chính gây sâu răng, và làm giảm sự hình thành lớp màng vi khuẩn hay còn gọi là màng bám trên bề mặt răng để ngăn ngừa sâu răng hiệu quả. Sản phẩm cuối cùng là kem đánh răng Go Polish, một sản phẩm vẫn đang được bày bán và tiêu thụ trong suốt 10 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt. Nhờ có chất sắt keo ong, có độ tinh khiết cao, sản phẩm có hiệu quả vượt trội trong việc loại bỏ các vi khuẩn trong khoang miệng, giảm tình trạng viêm nhíu như sưng, chảy máu nhíu và loại bỏ hơi thở có mùi. Ngoài ra, thành phần xylitol có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus mutans, tác nhân chính gây sâu răng và làm giảm sự hình thành lớp màng vi khuẩn, màng bám trên bề mặt răng để ngăn ngừa sâu răng. Đồng thời, giúp hàm răng bị ố vàng do cà phê và thuốc lá trở nên trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Các sản phẩm kem đánh răng với thành phần lành tính và nhiều công dụng của Chosun Pharmacy hiện đã có mặt tại Việt Nam. Các bạn hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm nhé!